Lâu nay, các khoa lâm sàng của bệnh viện đều có sẵn và thường dùng ba loại dịch truyền thông dụng nhất là natri clorua 9 phần nghìn, Glucose 5% và LactaRinger. Thì hôm nay mình sẽ nói đến LactaRinger. Thì LactaRinger được phát minh vào năm 1880 bởi một bác sĩ, người Anh tên là Sidney Ringer khi ông ta đang nghiên cứu nhịp đập của tim X ngoài cơ thể. Thì ông hy vọng tìm ra những chất trong máu cho phép của tim cô lập này được đập trong một thời gian. Dùng từ ringer nguyên thủy với các mối vô cơ nên được sử dụng phổ biến. Cho đến năm 1930 thì một bác sĩ như khoa người ăn tên là Ham Hartmann mới thêm ring lactate vào trong dung dịch ringer cổ điển. Từ để với mục đích là điều trị nhiễm toan thì từ đó dung dịch lactate ringer còn gọi là dung dịch thanhman là vì vậy. Và nó được sử dụng từ đó đến cho đến nay. Đây dung dịch lactate ringer có các thành phần muối natri clor kali canxi và đặc biệt là nó có ph là 6,5 đặc điểm có thành phần điện giải và độ thẩm thấu tương đương với huyết tương có tính toàn tức là 6,5 phần trăm 6,5 đó có khả năng tăng thể tích toàn hại từ 20 đến 25 phần trăm chỉ định bù điện giải bù nước đẳng trương không dùng trong bù nước ưu trương hoặc nhược trương nhé các bạn nhiễm toàn chuyển hóa nhẹ đến trung bình trừ toàn lactic thì có một câu hỏi đặt ra như sau tại sao cái dung dịch này có tính toán là 6,5 mà lại được dùng để kim hóa máu máu có pH là bao nhiêu từ 7,35 đến 7,45 các bạn thấy chân nhau đến nhiều khá nhiều mà tại sao lại dùng để kim hóa máu thì nguyên nhân là khi lát đến gan á nó sẽ được chuyển hóa theo phản ứng sau thì chính HCO3 này sẽ làm tăng pH và như vậy thì nếu chức năng không gan không bình thường lắc lắc không được chuyển hóa sẽ làm nặng thêm tình trạng chuyển toàn cho nên chấm chỉ định như sau ba bộ phận đó do nó chứa canxi nên không sử dụng với selperazon do nó có tương tác tối kỵ với selperazon gây tử vong và canxi gây tăng độc tính của digoxin gây tăng loạn nhịp tim cho nên không dùng với digoxin người đang sử dụng digoxin và không dùng chung dây truyền với truyền máu tại vì canxi là một chất đông máu gây đông máu tuy nhiên thì tương tác giữa canxi và truyền máu thì chỉ là huyền thoại thôi tại vì chả ai dùng chung dây truyền với nó cả với nhau cả do chứa natri và kali nên cẩn trọng với người suy tim suy thận ứ hoặc phù tại vì natri kali gây tăng giữ nước cho nên là nó sẽ tăng thêm tình trạng ứ phù và vì nó chứa natri và kali thì không dùng trong tình trạng tăng kali hoặc natri huyết đó. tăng kali huyết thì thường gặp trong uh, một số vấn đề ví dụ như là sử dụng uh, lợi tiểu tiết kiệm kali chẳng hạn như spironolactone đó. hoặc là sử dụng thuốc ức chế men chuyển giống như là captopril enalapril thì có thể gây tăng kali huyết tiếp theo do chứa lactan nên không dùng để chữa nhiễm toan lactan hoặc là không dùng trong bệnh nhân suy gan thì mình đã nói rồi nếu mà suy gan thì lactan không được chuyển hóa do cái này có tác dụng là làm tăng kiềm cơ thể nên không dùng cho người nhiễm kiềm và nó chỉ dùng cho bù nước đặng trương thôi cho nên không dùng cho mất nước ưu trương hoặc nhược trương tương kỵ thuốc tiêm thì giữa septriazon và canxi sẽ có một tương kỵ là tạo kết tủa và vì thế có thể gây tử vong ở con người cho nên đây là một tương kỵ không được phối hợp thuốc chống phốt phát carbonat bicarbonat sulfat ta có thể gây kết tủa trong dịch truyền tĩnh mạch đây là mình đang nói về tương kiện huyết tiêm á nó chứa KCL này không được pha bằng magneton máu hoặc các sản phẩm chứa máu hoặc dung dịch chứa axit amin hoặc chứa lipid vì có thể gây tủa các chất này hoặc tan hồng cầu điều trị thuốc quá liều khi quá liều á thì cần ngừng liều sử dụng furosemide hoặc để tăng thải trừ canxi tại vì sao thuốc này cái uh, dung dịch ta linh g có ca 2 á thì khi mà canxi hai cộng tăng quá liều thì nó sẽ gây ngộ độc là chủ yếu do canxi hai cộng thôi cho nên cần phải dùng sử dụng furosemide để tăng thải canxi là vì vậy lưu ý là thiazid ức chế thải trừ canxi qua thận nên không được sử dụng trong trường hợp là ngộ độc do canxi được chưa? tiếp tiếp tục kiểm tra điện giải huyết thanh điều chỉnh ca mất cân bằng điện giải và tan kiềm đây là một số chấm chỉ định mình ghi ra để các bạn tham khảo như mình đã nói ở trước rồi